Lô anh em nha, nay mở gói 116 trăm mai nha anh em, mới mở 100B nha anh em, mới lượm được gói này nè. Mình nên thêm mở gì được này nha anh em, sướng của đời nha. Giờ mở anh em coi thế nào rồi đăng cấp nha anh em, sướng. Ok anh em ơi, hy vọng nó quy hầm nổ hũ anh em ơi, cuộc sống quá đen, vẫn là dấu án ba nhịp, chỉ cần một cái đường hầm nhá sáng chúng ta sẽ theo đuổi cuộc đời này, đúng không vậy? Một nhịp anh em ơi, hai nhịp, nhịp cuối anh em ơi, hy vọng nó chui hầm anh em, chỉ cần vô đó thôi. Tiệm gia 600 cũ buồn lắm anh em, chui hầm đi, chui hầm giùm tao. Chui hầm anh em, cờ gì? Đức tê lỏ quá anh em, Đức tê thằng cướp này vậy. Đức tê đâu có nào ngon đâu. Này bộ đồ giá tê thì lụm anh em, đúng cuộc đời nha anh em, quá đen anh em, không sao, chúng ta còn cơ hội cuối cùng, đó chính là gói này nha anh em, không nên từ bỏ anh em, những gì chúng ta luôn luôn nắm bắt nên cơ hội anh em ơi. Quên nó chưa án ba nhịp anh em, thật được mình không hên nổi luôn anh em, người ta mở 6B ra 122 Hakimi với tuần thứ ngon không à, còn mình không còn gì để nói anh em, nó gọi là xui anh em à, gọi là xui, nó quá xui luôn, chứ không gọi là xui, nó như này TB nó cái gì mà TB anh em ơi, cuộc sống này chỉ có TB thôi anh em. 230 củ luôn, lỗ nặng luôn nha anh em, quá buồn nha, đợi mình nữa nha. Sứ còn gì nữa đâu mà nói anh em, mình bán con son homin này, bán từ 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 lúc mới giao UCL tới giờ không nào. Đúng đời luôn nha, em kể đó mình treo tới hoài luôn nha anh em, bữa ở mười mấy tỷ gì xuống 5 tỷ gì, đúng rõ luôn anh em à, kể nó mình treo chơi vậy đó, nào mua được mua anh em ơi, mình cũng không muốn đập về bán nữa anh em, biến lắm anh em, để vậy đó, để làm cổ luôn anh em ơi, quá buồn nha anh em, cuộc sống như nhiêu đó lặp lại anh em ơi, tiếp tục là hero, và hero sẽ làm được cái gì đây, vẫn là giáo án ba nhịp, cuộc sống này chứ ba nhịp là đủ đó, những là mình ba nhịp thôi, nhịp cuối anh em ơi, chui hầm cái lụm của đời, cái lấy lại những gì đó mất cái game, 400 củ anh em ơi, quá xui luôn nha anh em, đợi mình đấy nha anh em, giờ mình đi mở mớ gối trong khóa qua mấy cầu thủ cộng cộng anh em kiếm tiền bán mua con kia chơi tiếp nơi, mua 116 chơi tiếp, không nên từ bỏ anh em, một nhịp sáng anh em mở luôn không nhịp anh em ơi, mở không má nhịp thấy là lỏ sao anh em ơi, còn World Cup thì thấy ngon rồi đó, Canada luôn là hiểu luôn, World Cup và Canada nữa, bỏ là cái thanh niên này anh em, cuộc sống không thể nổi mà không có cộng luôn nha anh em, quá buồn luôn nha, đợi mình đi mua anh em ơi. Tiếp tục trả lại anh em ơi, cuối cùng mua được nha anh em, mà nãy giờ bán nha anh em, mang mình rác mua anh em ơi, cuộc sống này phải ghét hết những gì đã có và đã bán anh em ơi, nó khổ quá đó anh em à, mà anh em chơi xem không like mình giá buồn lắm luôn đấy, anh em vô like cho mình mạnh nha anh em, cảm ơn anh em nha, vì anh em chơi đố đen cuối cùng nha anh em, mà anh em làm vậy xong mình này quá khổ rồi, cái gối này thì gối này quá nản anh em à, vô hôm nay vô hầm được 3-4 lần à anh em, mà hầm lỏ hơi nhiều, hầm xịn hơi ít nha, sống mà được cuộc đời này đâu ai biết trước điều gì anh em, thôi thì chúng ta phải cố gắng đi, có công mày sắt quá này nên kim anh em, nhưng mà thấy sao bò hơi nhiều rồi đấy, chuẩn bị anh em ơi, hầm đi đi son ơi, vẫn là 400 anh em mà cuộc đời thì quá buồn nha, đợi mình xíu mình đi kiếm kiếm mới nè anh em ơi, mình nóng máu anh em ơi, giờ mình đi đập son lên 6 mà bán kiếm tiền anh em ơi, nếu mà xịt 6 mình đập gì không mình bán mình chơi đố đen luôn nha anh em, mình nóng máu game anh em ơi, nó bịp mình quá rồi, mình chơi khô máu nó luôn anh em, bây giờ mình đi mồi, mình đập giờ phải mồi anh em, mình mồi con hàng con thú môn đi, mình mồi 5 tơn nha, 5 tơn cộng không 3 con, giờ xong mình vô đập kèo 6, đó là cái cách đập của mình anh em, không biết anh em đập sao, 1 2 3 hit tới 4 anh em, mình hit nữa mình đi vô kèo luôn nha, đó là cách đập 6 của mình anh em, không biết có anh em nào đập như mình đâu mình không biết nha, nhưng mà đó là cái cách đập mà gọi là tỷ lệ thành công của mình tựa vào may mắn anh em, đôi khi chúng ta phải cần một số gọi một tí gọi là may mắn, chúng ta không nên thôi, thật nó chỉ là một cái công thức gì đó anh em, nó chỉ là một cái hình thức tượng trưng nên anh em, chúng ta không còn vụ may mắn nữa, đúng không anh em,
mình phải dựa vào những điều may mắn có thể của đời này. Ok anh em, mình bỏ con 110, một con 112, một con 110, con 112. Ok, đó là dấu án của mình anh em. Để sáng sáng đợi nó vài giây xong cái mình nhấp nhấp cái mình du kèo anh em. 1 2 3 4 5, hít cuối nha anh em, dứt. Không biết nó có lên không, mới thấy là lắc rồi đó. Lên nha anh em, nói gì cho ngầu, đó là công thức anh em. Nói gì cái công thức nó đi anh em hả? Đây là mình vừa quay mình vừa nói luôn nha anh em, không phải là mình thu lợi nha anh em, còn gì nói cái công thức này nữa. Cái giáo án này nó quá là quen thuộc, không còn gì nói. Công thức quá nghệ anh em, cái định đập gì không đi bán mà không ngờ nó lên anh em. Đợi mình xíu anh em, mình suy nghĩ em lấy ba đập lên 7 luôn nhé. Ok anh em, anh em thấy công thức của mình nó như thế nào? Mình cảm thấy công thức của mình nó quá mượt anh em. Mình đập gì không bán kiếm tiền cho nó đen, không ngờ nó lên luôn anh em. Không sao, mình đã tích góp đủ rồi, mình chơi gối con hero cuối anh em, cộng 6 đó mình để bán luôn anh em. Treo treo anh em, thằng mua thì lụm cuộc đời luôn. Ảo ma la da thật sự luôn anh em. Người ta gọi là công thức anh em. Anh em vô anh em mồi con phôi 5 nhịp còn 3 con vậy đó. Xong cái anh em vô dứt. Cuộc sống công thức ảo ma thiệt. Mà may mắn nữa anh em. Nếu mình đập lên công 7 thì thôi luôn nha, mình này vô hầm nó clip đẹp luôn. Nói gì cho ngầu luôn anh em. Chuẩn bị anh em. Đi son ơi, nghe lời mình đi son. 600 anh em không nghe mình anh em ơi. Cái này bịp mình quá anh em. Ok bye anh em nha.